Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận. Có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên. Và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Cụ thể, ông cha ta đã có quan niệm về tướng người nhàn hạ, người có số sướng dựa vào hình dáng khuôn mặt mỗi người và biểu hiện nhân cách, lời nói sẽ toát lên được số phận người đó. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu cách phân biệt tướng này sau 40 tuổi giàu sang phú quý, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đầy két. Tổng quan về tướng người giàu sang phú quý. Mỗi người sinh ra trên đời đều mang một số mệnh riêng, có người thì chỉ nhìn qua là biết có số mệnh giàu sang phú quý toát lên từ chính gương mặt, vóc dáng, phong thái hơn người của họ. Theo nhân tướng học thì tướng người giàu sang phú quý có những đặc điểm nhận dạng rất nổi bật mà chỉ cần thông qua quan sát là ai cũng có thể nhận ra. Tướng mạo người giàu có thường có hình thể đầy đặn, tinh thần an định, khí sắc thanh tú, trán cao đầy đặn, mắt rạng rỡ, lông mày thanh mảnh, tai dày, môi đỏ nhuận sắc. Giọng nói thoải mái, mặt vuông hính tề chỉnh, lưng thẳng đầy đặn, da sáng bụng phệ, răng tựa răng trâu, dáng đi tựa chim hạc. Xem tướng người giàu sang thì thường có tướng mạo như thế, thích hợp với người có hình thể đầy đặn hơn là thiếu cân đối. Theo sách xưa, xem tướng người phú quý phải có hình thể đầy đặn, ngũ hình đôn hậu, địa cát vuông vắn ngay ngắn, tề chỉnh, tai cao thấp hài hòa. Tiếng nói tựa như tiếng chuông, răng như hạt lựu, xít nhau mà tề chỉnh, lưng cao tựa như đội mai, cổ phải có ngấn, rốn sâu chứa, vừa quả mận, bụng lớn sệ xuống. Tướng mạo người giàu có thường có hình thể đầy đặn, tinh thần an định. Xem tướng phú quý phải có thái dương, trung dương, thiếu dương và bộ vị ngọa tàng, có thịt nổi cao tựa như ngón tay đặt nằm, sống mũi bằng phẳng, đầu tựa hổ, trán chim yến, sơn lâm thanh tú, thiền đình và khẩu giác phải đầy đặn. Người có tướng số giàu sang, lông mày không nên ép sát đến tóc mai, mũi thẳng, rốn ngay ngắn, miệng vuông hình chữ tứ, răng đều đặn chỉnh tề, khi nhai tựa như là trâu, nuốt tự như dê, thế mới là tướng ăn tốt. Xem tướng người giàu có tư thế ngủ tựa như hổ, thân nằm tựa như rồng, tiếng thở nhỏ như không nghe thấy. Mắt có thần, lông mày thanh toán, sơn căn không cong gãy, niên thượng và thọ thượng đầy bóng, vành tai rõ ràng áp sát da đầu. Nhìn chung, tướng mạo của người giàu có phú quý phải có hình tướng phù hợp, ngũ hành, có phúc lộc. Xem tướng người giàu có qua từng bộ vị trên cơ thể. Mắt to, tròn, tươi sáng. Người có đôi mắt tròn, ánh mắt tươi sáng, dịu dàng, thư thái, trên mí mắt có nhiều đường vân ngang là người có phúc thọ, cơ thể và tinh thần luôn vui vẻ. Dái tai to, vành tai to, rõ ràng, xem tướng người sướng thì thường có vành tai rõ ràng, thùy tai đầy đặn là có nhiều phúc lộc. Người có vành tai dày dặn thường có tín ngưỡng, hay làm từ thiện, số giàu sang phú quý, tiền bạc dư giả cả đời không phải lo lắng gì. Gò má đầy đặn, đầu mũi tròn. Xem bói tướng người giàu sang thì thường có đầu mũi tròn, họ là người hiền lành tốt bụng. Nếu gò má lớn đầy đặn thì là người có lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Cộng thêm lông mày dài, gọn gàng thì rất giỏi giao, đoan chính, hòa ái, cuộc sống đầy đủ vật chất, phúc lộc dồi dào. Tướng người giàu sang thường có đầu mũi tròn, gò má đầy đặn, lông mày thanh tú. Xem tướng người giàu nghèo, nếu có lông mày thanh tú dài hơn đuôi mắt là nét tướng tốt lành. Họ là những người có đầu óc thông minh, sáng láng, có trí tuệ, cả đời giàu có, hiển hách, cao sang. Người nhỏ tiếng vang. Khi xem tướng số giàu nghèo, người ta nhận thấy những người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tiếng vang, thường có tố chất làm lãnh đạo, giọng nói mà hào sảng thì chứng tỏ là người mạnh mẽ, cương nghị, có khí phách, vì thế có tướng mệnh giàu sang phú quý. Môi hồng, răng trắng. Bói tướng người giàu sang có răng trắng sáng đều như hạt bắp,
môi hồng tự nhiên, giọng nói trong, rõ mà nhẹ nhàng. Đây được coi là nét tướng đẹp của phụ nữ. Đàn ông lấy được người vợ như thế này thì thường có tình cảm tốt đẹp, vợ chồng yêu thương nhau, gia đình hưng thịnh vững vàng. Sắc mặt hồng hào. Tướng mạo của người giàu có thì thường sắc mặt hồng hào, đó là biểu hiện của một người khỏe mạnh, tinh thần tốt, giàu sức sống. Đỉnh đầu có xương thiên dương nhọn lồi lên. Xem tướng người giàu có thì trên đỉnh đầu có xương thiên dương vô tiện cốt lồi lên là tướng người đoan chính, cao quý, uy nghiêm, chính trực và nhân từ. Nếu có thêm chán nhô nổi rõ thì là người được trời ban phúc lộc thọ, quang minh lỗi lạc, một lòng hướng thiện. Dáng ngồi vững như bàn thạch. Tướng người giàu sang thì thường có dáng ngồi vững như bàn thạch, dáng nằm như hồng hạc, dáng đi mềm mại như dòng nước, dáng đứng hiên ngang như ngọn núi. Họ là những người có tính tình ôn hòa, vững tâm, kiên định trong mọi hoàn cảnh. Việc tu tâm dưỡng tính đạt đến mức độ hài hòa, dám làm, dám chịu, hành động trượng nghĩa, có nhiều đóng góp cho xã hội. Tướng người giàu sang thì thường có dáng ngồi vững như bàn thạch. Người ta nhận thấy phú quý gốc ở tướng xương, nghĩa là xương nặng, da thịt vừa đủ, thiên thương và địa cát đầy đặn, nổi cao, hình miệng, răng trắng, thì chủ là tướng mạo giàu có. Là người có tướng đầu nhỏ, trán rạng rỡ, thần sắc dồi dào, tiếng nói trầm bổng vang xa, thần chắc dồi dào, là tướng người nhiều tiền, dễ được tài phú. Tướng người số sướng, có mặt bằng, bộ vị lan đài dài rộng, dù hình khí hỗn loạn nhưng cũng được coi là tướng người sung sướng. Tướng người phú quý có bộ vị quý cốt, kim quý nối liền với nhau, lòng bàn tay đỏ tựa như máu, là người vừa có quyền vừa có phú quý. Xem tướng số giàu có là người có thân hình gầy, giọng nói trong sáng, khí vận điều hòa, tai chiều, hướng đến miệng, là tướng tích tụ được nhiều tài sản. Nhìn chung, người ta có thể xem tướng người biết giàu nghèo, tướng người sướng khổ thông qua những nét đặc trưng trên cơ thể nổi bật như sau. Tóc mềm mại, không sơ dối, đôi mắt có thần, miệng hình tròn đẹp, thân tựa như ngọc như châu. Mình gầy nhưng đầu lại tròn, vành tay thẳng đứng, tai đầy đặn, da mềm, tỏa hương tự nhiên, sắc thái tươi tắn. Mặt trắng trong khi thân đen là trong âm có dương. Lưng không cần trắng nhưng đầy đặn, mắt có thần thái, môi hồng. Người nhỏ nhưng tiếng nói lại oai hùng. Từ khi sinh ra đã sở hữu vẻ đẹp thanh tú. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi mà có những đặc điểm nêu trên, sẽ càng có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiêu tiền không hết, đường công danh tài lộc vượng tiến. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Sửu. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, canh kim đậu xuất thương quan tí thủy tọa thứ tài trong năm, nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tí này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về phương diện tài lộc thì canh kim lộ xuất thương quan tuổi Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tự tìm đến tận nơi. Tí Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc và thứ tài chỉ lối dẫn đường, con giáp này cần phải tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi. Ngoài ra thì tài lộc trong năm của tuổi Sửu có thể là tiền phi pháp hoạn tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình, dễ mất mát của thiên trả địa. Bản mệnh hãy lưu ý khi mà chi tiêu và lại đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi thì nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm thái tuế Tí Thủy chủ về thủy khí vượng, có thái tuế trợ lực, làm những việc có liên quan tới nước sẽ dễ thu được về tay.
Tuy nhiên thì không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư lại sẽ có lợi. Bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm, nếu không sẽ dẫn phải mắc sai lầm, nhầm lẫn trong kinh doanh, phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận lợi, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để được tài lộc, vượng tiến, suốt đời bình an. Tuổi Tỵ, luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm Phạm Tam Tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần lơ là, sơ suất, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây ra áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá mức tạp, nhưng không có cơ hội thăng tiến nên con giáp này nhụt chí. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này thì có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh. Để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông, may mắn, tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều nhưng cần phải giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ năng lực sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản buông xuôi, cũng đừng lách luật qua mặt cấp trên, sẽ chẳng có lợi cho tương lai. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ướt ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, trình tự, đừng lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần chiếu mệnh nên trong năm mệnh chủ sẽ có những hao tổn tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy Thất Tinh Bát Quái Trận Đầu treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Tuổi Thìn. Xem tử vi của tuổi Thìn về phương diện sự nghiệp, con giáp này có canh kim lộ xuất thực thần chủ về các dự án hợp tác làm ăn kinh doanh, có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào thì cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên và phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi phải kiên trì, bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời có thêm tiền lương tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim, dễ thu được lợi hơn. Các dự án về thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm. Bước sang năm 2020, công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có những bước chuyển biến tích cực. Thoát khỏi vòng vây của thái tuế, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Con giáp này trong năm có cát tinh mang tới cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu dễ dàng mang tới thành công. Cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, tuổi Rồng thì cũng đừng quá chủ quan khi mà thấy mọi chuyện suôn sẻ. Trong năm vẫn có điểm báo xung sát, họa thị phi vây quanh nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là có thể gặp chuyện phiền phức. Nghiêm trọng hơn còn có thể dính dáng tới pháp luật. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để hóa giải vận thế của năm và tăng cường tài lộc may mắn, sức khỏe cho mình. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an.
Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lộc tài vượng tiến. Tử vi về tài lộc, năm canh tí, canh kim lộ xuất thực thần, tí thủy tọa thiên tài, lại thêm cục diện tí thìn bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi thìn cực kỳ lý tưởng, đặc biệt là trong các tháng 3, 6, 7, 9, 10 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp này. Nếu gặp được những cơ hội thì nên mạnh mẽ tiến lên, nếu hợp tác với các tuổi tí thìn thực hiện trong những tháng này sẽ đắc tài đắc lộc, mã đáo thành công. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh, năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc, cũng đạt được nhiều thành công và có được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này, tuổi thìn có thể hợp tác kinh doanh buôn bán, sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ ăn uống ẩm thực, đồ kim loại hay là tài chính sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Nếu điều kiện cho phép, bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác cùng người khác làm ăn kinh doanh, bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp cho con đường thành công gần hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ rằng năm 2020 là một năm mà tuổi thìn phải tự lực tự cường, chứ không thể trông chờ vào người khác. Tự sắp xếp lên kế hoạch cho công việc của mình, tự đốc thúc, động viên bản thân kiên trì theo đuổi mục tiêu đã nhận định. Tốt nhất thì mệnh chủ mang theo trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho chính bản thân mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.